Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Đức Giêsu được đầy Thánh Thần từ sông Giô-đan trở về. Suốt 40 ngày, người được Thánh Thần dẫn đi trong hoang địa và chịu quỷ cám dỗ. Trong những ngày ấy, người không ăn gì cả, và khi hết thời gian đó thì người thấy đói. Bấy giờ, quỷ nói với người: "Nếu ông là con Thiên Chúa thì truyền cho hòn đá này hóa bánh đi." Nhưng Đức Giêsu đáp lại: "Đã có lời chép rằng: người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh." Sau đó, quỷ đem Đức Giêsu lên cao và trong giây lát chỉ cho người thấy tất cả các nước thiên hạ. Rồi nó nói với người: "Tôi sẽ cho ông toàn quyền cai trị cùng với vinh hoa lợi lộc của các nước này, vì quyền hành ấy đã được trao cho tôi, và tôi muốn cho ai tùy ý. Vậy nếu ông bái lạy tôi thì tất cả sẽ thuộc về ông." Đức Giêsu đáp lại: "Đã có lời chép rằng: người phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và phải thờ phượng một mình người mà thôi." Quỷ lại đem Đức Giêsu đến Jerusalem và đặt người trên nóc đền thờ, rồi nói với người: "Nếu ông là con Thiên Chúa thì đứng đây mà gieo mình xuống đi, vì đã có lời chép rằng: Thiên Chúa sẽ truyền cho thiên sứ giữ gìn bạn. Lại còn chép rằng: thiên sứ sẽ tay đỡ tay nâng cho bạn khỏi vấp chân vào đá." Bấy giờ Đức Giêsu đáp lại: "Đã có lời chép rằng: người chớ thử thách Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi." Sau khi đã xoay hết cách để cám dỗ người, quỷ bỏ đi, chờ đợi thời cơ. Suy niệm: qua trình thuật của đoạn tin mừng, chúng ta thấy Chúa Giêsu đã lướt thắng các cơn cám dỗ của ma quỷ giăng ra. Điểm chung của ba lần chiến thắng những thử thách của ma quỷ là Chúa Giêsu đều dùng lời Thiên Chúa làm quy chiếu mà đối đáp với ma quỷ. Ma quỷ là cha của sự dối trá. Ngày xưa, chúng dùng mọi phương thế để hòng dối lừa con người và làm cho con người quy phục quyền bính của chúng. Con người sập bẫy do bởi tin vào lời của ma quỷ, mà lời ấy lại là sự gian dối tột cùng. Và ngày nay, ma quỷ vẫn tiếp tục dùng những lời gian dối đó để tấn công chúng ta. Ở Việt Nam, số người chết vì ung thư đang ở mức báo động đỏ. Nguyên nhân chắc chắn từ thực phẩm và ô nhiễm môi trường. Thực phẩm nào bán cũng quảng cáo là giàu dinh dưỡng, môi trường ở đâu cũng nói là sạch và an toàn. Nhưng thực chất là những công cụ giết người và làm giàu cho những nhà kinh doanh mất nhân tính. Rồi đến việc hợp thức hóa phá thai giết người công khai, mà người ta gọi đó là kiểm soát sinh sản, ổn định kinh tế, phát triển bền vững. Tất cả những thứ đó chẳng phải là dối trá thì là gì? Không phải là ma quỷ đang gieo sự dối lừa vào trong xã hội sao? Lạy Chúa, chúng con nhận ra chúng con quá ngây thơ trước sự tinh xảo của ma quỷ và những cơn cám dỗ của chúng. Xin cho chúng con luôn biết cậy dựa vào ơn Chúa và sống theo lời dạy của Chúa, để chúng con có thể lướt thắng mọi thế lực của ma quỷ.